Thưa quý vị, hè 2024 đã cận kề. Bên cạnh giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT rất được yêu thích, Sở Văn hóa và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu cũng tạo điều kiện để các em trong độ tuổi U9 và U11 Bà Rịa Vũng Tàu tham dự giải bóng đá nhi đồng toàn quốc do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là sân chơi lớn, cùng với cúp truyền hình BRT sẽ chắp cánh cho các em nhỏ có năng khiếu bóng đá tỉnh nhà có cơ hội được tận thỏa niềm đam mê với quả bóng tròn. Buổi lễ ra mắt đội bóng đá U9 và U11 Bà Rịa Vũng Tàu được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức trang trọng, thể hiện sự quan tâm của ngành thể thao đối với phong trào bóng đá trẻ, qua đó động viên khuyến khích các cầu thủ nhí tham dự giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2024 đạt kết quả cao. Ngay sau buổi lễ, các cầu thủ nhí đã có buổi tập để ban huấn luyện rà soát lực lượng, chốt danh sách vận động viên đủ điều kiện tham dự giải. Con thấy buổi tập ngày hôm nay rất sôi động và các bạn thi đấu rất tốt. Dạ, con mong muốn là con sẽ thi đấu thật tốt, cố gắng và được chọn vào đội tuyển đi thi đấu ạ. Từ ngày 12 tháng 6 đến 21 tháng 6 năm 2024, đội U11 Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tham dự vòng loại giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc khu vực miền Nam tại tỉnh Bình Dương. Bảng đấu này gồm có 16 đội, trong đó U11 Bà Rịa Vũng Tàu là tân binh của giải. Do đó, để giành được một trong 5 suất tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 8 năm 2024 tại tỉnh Bắc Ninh, đội đã xây dựng kế hoạch huấn luyện khá bài bản. Khi các cháu là thi xong học kỳ thì chúng tôi sẽ tập trung các cháu lại để tại Vũng Tàu để cho các cháu tập luyện, có một thể trạng sức khỏe tốt và chế độ dinh dưỡng thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng cho các cháu đầy đủ để mà các cháu có một tinh thần để chuẩn bị thi đấu giải quốc gia. Là phụ huynh thì mình sẽ cố gắng hết sức tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu để các cháu tập luyện và thi đấu trong thời gian tới. Đối với nhóm tuổi U9, ngay sau khi kết thúc giải bóng đá U9 tỉnh năm 2024, dự kiến vào ngày 15 tháng 6, ban huấn luyện đội sẽ chốt danh sách vận động viên và xây dựng kế hoạch tập luyện hướng đến giải nhi đồng U9 toàn quốc. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 8 đến 26 tháng 8 năm 2024 tại tỉnh Gia Lai với sự tham gia của 32 đội bóng, trong đó U9 Bà Rịa Vũng Tàu cũng là tân binh của giải đấu.